Chào anh em nha. Ban ngày lu bu quá nên quay bán. Tối mình mới về con Toshiba. Con này nó quá mới, quá đẹp, quá êm luôn. Nhưng mà mình đề nó không lên nha. Nhưng mà kiểm tra phần cơ nè, phần cơ rất là chuẩn ha. Dây điện không có cháy. Anh em kiểm tra rotor stator nó không có cháy ha. Thì nó chỉ còn với lại thang góp nó ok nè. À, mình sẵn nữa thêm chưa giờ mình thấy cái ô thang đẹp như con này. Chắc là do mình nhìn máy cũng chưa nhiều á. Thì khả năng cao của nó là nó cái cò nó tiếp điểm nó bị sét nha. Con này thì tiếp điểm á. Đó, tiếp điểm này thì ok nè, nhìn nó còn sáng này, nhưng mà anh em chú ý ha, mỗi lần mỗi cái loại cò nó làm cái phần cơ khí của nó trong này nó khác nhau nha, nó gồm nhiều cái lẫy rồi nhiều cái tiếp điểm ha. Nhưng khi mà mở anh em phải rất là chú ý nha, bởi vì nó chỉ còn thiếu một cái chi tiết nhỏ thôi là cái cò nó trở nên vô dụng rồi ha. Cho nên mở cái cò là phải cẩn thận tí. Này nó là xo rồi, tiếp điểm hai ba cái là xo giữ tiếp điểm từ là lưa hết. Nhưng mà cái này là vẫn rất là đơn giản, là bởi vì cò của những cái con máy máy điện á, nó đơn giản hơn những con máy pin rất là nhiều nha. Rất là đơn giản nè. Anh em thấy cái chỗ này á, là nó do khi mà nó tiếp điểm á, thì với một cái dòng quá lớn thì chắc chắn nó sẽ nẹt lửa, nó sẽ có lửa trong này á, thì nó sẽ gây lâu ngày gây oxy hóa, đó là chuyện hết sức bình thường thôi. Đây nè, đó, 4 tiếp điểm này chỉ có một cái này là còn sáng thôi, còn ba cái kia là đã bị oxy hóa hết rồi, cho nên nó sẽ không ăn điện đâu. Thì mình gỡ khéo ra mình dùng dây nhám mình đóng lại thôi. Cái này thì cái lỗi này thì nó cũng đơn giản ha. Nó như vậy thì chắc chắn là khả năng dẫn điện của nó còn rất là kém ha. Mình đánh sơ lại ok thôi. Cục đá mài nhẹ nhẹ là được rồi. Cục đá mài này là không phải của Nhật nha, cái này mình mua mới mà mua là xịn đó. Nhưng mà cũng chỉ có 100.000 viên á, của Đài Loan, xài thấy cũng được. Tại đôi khi mình cần mịn thì mình phải mua cái độ mịn cho nó phù hợp với mình ha. Đánh nhân sáng đó là được thôi. Nói chung nó hư tới đâu thì mình dò lỗi tới đó thôi ha. Nên cố gắng mài cho nó phẳng tí để nó tiếp điểm tốt hơn nha. Như đây là mình mài cũng chưa được cân lắm thôi. Nó tiếp điểm mà không hai mặt mà càng không khít thì nó càng dễ sinh ra lửa, thì nó cũng càng mau oxy hóa trở lại thôi. Cái dòng nó chạy, con này nó đẹp quá đẹp luôn. Nó chạy đúng là một tội. Chạy con này đúng là một tội ác lớn đó.
Mình mới nhìn thấy trong này nó cũng bị oxy hóa nha. Công tắc của cái máy điện mà nó làm như vậy thì cũng là tương đối cầu kỳ, bình thường thì nó đơn giản nhiều hơn. So nó làm gì ở dưới rồi. Đồng hồ chiều giờ mình bắt đâu rồi, tí mình tìm cái đồng hồ mình đo thì chính xác. Gãy khóa lại luôn ha. Hy vọng là cái lỗi này thôi. Rồi để đây ha, test máy luôn. Con này tưởng nó chạy chắc keo rồi chứ. Công tắc mình đang gài luôn ha, mình chỉ cần nhấn ổ cắm thì nó chạy thôi nha, mà nó không chạy thì là lỗi tiếp. Wow. Kiểm tra ổ thang đó, mình cho anh em coi ổ thang này. Con này đúng rồi.
mình lựa chọn đúng không, sai lầm. Cái đây là cái nắp thang của nó nha, như một cái nắp thang của nó. Sao em? Nó chỉ nhỏ như vậy thôi. Đó, mình thấy chưa? Nó tuyệt vời chưa? Đỉnh luôn. Rồi chia sẻ anh em vậy thôi ha. Rồi con này thì có giá sau nha. Cảm ơn anh em.